cơ hội. Tỷ số đang nâng lên 3-1 cho các cầu thủ chủ nhà. Và đó lại là Bruno Cunha. Cú đúp của tiền đạo mang số 37 trong trận đấu này. Cả hai lần ghi bàn thì Bruno Cunha đều tạo lập cách biệt hai bàn dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng thứ hai trong trận đấu này và cũng là bàn thắng thứ hai của Bruno Cunha tại V-League năm nay. But I don't care, 'cause I know.